Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã đến với video của kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho các bác chiếc đẩy này và mời các bác cùng chiêm ngưỡng chiếc đẩy đến từ thương hiệu Demix. Với chiếc đẩy công suất này, các bác sẽ được trang bị là 4 kênh công suất rất là lớn từng kênh để các bác có thể là đánh được căng một chiếc loa full bass 30 trên từng kênh. Vậy là các bác có thể là chơi hai cặp full 30 rồi phải không ạ? Rất là thoải mái nhé. Hai cặp full 30. Hoặc là các bác nào mà muốn chơi trầm hơi nữa thì chúng ta sẽ là cộng công suất vào qua chế độ Prime CD và là 1 nhé, để cho công suất nó trở nên khỏe hơn và các bác sẽ đánh trầm hơi ở đây. Hai kênh còn lại thì các bác sẽ chơi loa full. Vậy là chúng ta đã có một combo hoàn hảo gồm loa full và trầm hơi để có thể là hát karaoke cho nó được hay nhất. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ của chiếc đẩy công suất này. Thương hiệu Demix, đẩy đến từ thương hiệu Demix. Thương hiệu này đã rất nổi tiếng ở Việt Nam rồi, có mặt khoảng chục năm nay, họ chuyên làm sự kiện lớn ngoài trời đấy ạ. Loa đẩy công suất rồi là trầm, những cái thiết bị rất là chuyên nghiệp và kể cả vang nữa các bác nhé. Họ rất nhiều những thiết bị tốt. Và đơn vị nhập khẩu thì sao? Đơn vị nhập khẩu cũng là tới từ đơn vị Việt Nam và được nhập khẩu theo con đường là chính hãng các bác nhá. Chính hãng bảo hành 1 năm. Đến từ thương hiệu lớn rồi này và các bác sẽ được sở hữu chiếc đẩy này theo con đường chính hãng. Bảo hành rất là đầy đủ cũng như là cái phần hỗ trợ khách hàng tới từ công ty nó cũng rất là ổn định đúng không ạ? Rất là tốt, chuyên nghiệp. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo hành chính hãng 12 tháng, rất là yên tâm. Sau đó là chúng em sẽ quay kỹ hơn về mặt trước. Các bác sẽ có là nhôm phay nguyên khối mặt trước này, cái phần mặt trước đây họ khắc CNC rất là đẹp, nhôm phay. Thì nhôm phay này sẽ cho các bác được cái độ bền, chịu lực cũng như là chống bám bụi vân tay rất là tốt, chịu lực rất là tốt. Đây, họ tay cầm họ làm dày dặn không ạ, rất là dày. Mới nhìn qua thì các bác thấy thế nào? Phím chiết áp này cũng như là đèn báo hiệu thiết kế rất là tỉ mỉ, trau chuốt, chiết áp rất đẹp ạ. Đây là tem chính hãng của Demix này, tem 7 màu, logo thì cũng khá là gọn để bên phải. Công tắc nguồn thì họ giấu một chút ở phần tay sách ở đây để cho có thể là trẻ nhỏ không biết tới mà ấn đây ạ. Tổng thể rất là đẹp, hai bên được làm lỗ thông khí rất là mát, chiếc đẩy này rất mát. Rồi về còn mặt sau, vâng các bác, thưa các bác, bên cạnh người ta cũng làm lỗ thông khí này cực kỳ mát. Mặt sau, mặt sau thì các bác thấy không ạ, rất chuyên nghiệp, đầy đủ các cổng đường vào đường ra, rồi là các chế độ chơi. Đường vào các bác sẽ có là đầu jack Canon ở đây. Vào ở đây các bác nhá. Và đường ra cũng như là đường link tín hiệu sẽ là Canon được ở đây. Đó. Đấy là ra tín hiệu, còn ra loa thì sao? Ra loa thì các bác sẽ chơi là Music để cho nó gọn nhẹ này, tiện lợi. Còn muốn nó hay nhất thì các bác sẽ dùng cọc cắm âm dương. Rất đầy đủ. Về chế độ chơi thì sao? Parallel tức là tín hiệu ra vào 1 ra 2 đấy ạ, sẽ là tín hiệu song song. Stereo nghĩa là loa trái loa phải. Và Prime nghĩa là chập kênh. Ví dụ như em nói đầu video, khi các bác muốn chơi trầm hơi bát 40-50 công suất rất là lớn mà một kênh này không đủ công suất đúng không ạ, chúng ta sẽ gạt về Prime. Gạt về cuối cùng đây sẽ là Prime các bác nhá. Prime rồi thì đây người ta đã ký hiệu rõ này. Cặp màu đỏ này sẽ là dương, cặp màu đỏ này sẽ chuyển thành âm, lúc đó các bác sẽ đánh loa sắp rất là hay, công suất nó được gấp đôi ạ. Thì lúc đó thì các bác sẽ chơi căng được sắp 50 luôn, rất đẹp phải không ạ. Và đây là để cho các bác có thể là reset con đẩy nếu như gặp trường hợp lỗi này, rất là dễ thôi. Nhưng mà những cái sản phẩm của Demix luôn là có chất lượng như độ bền cao, chúng em bán rất nhiều những chiếc đẩy này rồi.
mà chưa hề thấy một bác khách hàng nào gọi điện tới với vấn đề là bảo hành tem chống hàng giả và bảo hành điện tử đấy ạ. Đó, hàng chính hãng nên là người ta làm rất chuyên nghiệp. Tổng quan như vậy rồi thì chắc hẳn các bác đã muốn xem nội thất rồi phải không? Và bác nào muốn em soi nội thất cho thì có thể là kết nối với số điện thoại chúng em. Chúng em sẽ gửi ảnh nội thất vào Zalo các bác nhé. Còn ở đây hàng nó là mới, tem nó dán vào phần ốc rồi, chúng em không muốn tháo nữa các bác nhé. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất, đó là phần test chất âm. Em sẽ kết nối trước đẩy công suất này tới một đôi loa full bát 30 côn lớn từ lớn của hãng CF để xem nó đánh nó có căng không, để cho các bác cùng trải nghiệm. Mời các bác. Vâng, em đã kết nối xong đẩy tới loa. Mời các bác cùng xem đây. Thì tín hiệu nhé, tín hiệu em sẽ dùng trực tiếp từ TV xuống qua dây AV, tức là dây hoa sen đỏ trắng đấy ạ. Qua rắc chuyển đổi từ AV ra Canon. Tín hiệu chạy vào đẩy công suất khuếch đại ra loa thôi, không qua những thiết bị xử lý âm thanh. Để có thể là kiểm tra được cái chất âm, xem có thiếu bát, thiếu tép ở đâu không. Chất âm nó có ngọt ngào, nó có sạn không thì chúng ta sẽ biết rõ nhất. Và mời các bác cùng lắng nghe. Tiếng rất căng tiếng, mặc dù em mở chưa mở hết chiếc đáp các bạn, mới là hướng 3 giờ, mới hướng 3 giờ các bạn nhé, chưa mở hết chiếc đáp, tiếng cực kỳ căng. Đó, loa ra tiếng ba dải tách bạch chi tiết, không hề cảm thấy một chút sạn các bạn. Có thể nói là mạch Class H của chiếc đẩy công suất này làm việc rất là tốt. Class H Professional Power Amplifier, tức là đẩy công suất trang bị mạch Class H, mã là MP4850. Rồi ok. Rất hay. Và cái mức giá thì sao? Đẹp rồi, hay rồi, còn mức giá thì sao? Và thưa các bác, là giá tiền sẽ thay đổi tùy từng thời gian. Có thể là chúng em đăng lên hôm nay, một tháng sau các bác mới xem được video và gọi tới, thì lúc đó mức giá đã thay đổi rồi. Và thường thường hàng điện tử sẽ giảm đi các bác nhé. Hàng điện tử thì ngày càng rẻ. Các bác hãy gọi cho chúng em qua số 0978503822 để biết được cái mức giá cụ thể nhất, chính xác nhất vào cái thời điểm các bác gọi tới. Và cuối video em cảm ơn các bác đã đón xem. Và chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.